Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiển muốn thuật lại nghĩa trên, nói rõ về đạo lý này bèn nương đại oai thần lực của Phật, quan sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới, mà dùng kệ để nói. Đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm đều là nói tổng quát mà chẳng nói tỉ mỉ, cho nên mỗi thứ nói mười đạo lý. Nếu mà nói tỉ mỉ thì suốt thuộc vị lai cũng chẳng nói hết. Quyền thượng Kinh Hoa Nghiêm có 13.000 đại thiên thế giới số phẩm cũng có số bài kệ nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Đạo lý quyền hạ của Kinh Hoa Nghiêm đơn giản hơn, chẳng phức tạp lắm, cho nên một số người nghe dễ hiểu được. Tổng chỉ giảng Kinh Hoa Nghiêm của tôi là mỗi một chữ, mỗi một câu đều giải thích đại khái, không mà người nghe Kinh chú ý hay là tâm viên ý mã, thậm chí ngủ gục. Nhiều người cũng giảng, ít người cũng giảng, thậm chí một hai người cũng giảng. Có người nghĩ rằng bộ kinh hoa nghiêm này giảng đi giảng lại, vẫn là một đạo lý, chẳng có gì khác lạ. Bằng chi ngủ một giấc để bồi dưỡng tinh thần Do đó làm cho một giấc ngáy như sấm làm ảnh hưởng đến người nghe kinh. Tôi hy vọng rằng những người này hãy phản tỉnh. Đạo tràng của chúng ta có vô lượng vô số thiên lòng bát bộ hộ pháp thiện thần đều đang nghe kinh. Các vị nghe hay không nghe mặc kệ, chỉ cần ngồi đó thì sẽ gieo xuống hạt giống bồ đề. Mọi người cùng kết pháp duyên, tương lai sẽ thành Phật mọi người đều sẽ gặp nhau. Bất cứ ai nghe một bài kệ kinh hoa nghiêm, một khi vào căn tay rồi thì sẽ có cơ hội thành đạo. Nghe kinh một lần, đắc được lợi ích vô lượng, công đức cũng vô lượng, cho nên đừng xem nhẹ pháp duyên thủ thắng này. Hoặc có các biển cõi, báu vi diệu hợp thành, kiên cố chẳng thể hoại, an trụ và sen báu. Hoặc có tất cả cõi nước chư Phật dùng châu báu vi diệu hợp thành, thế giới này rất vững chắc, không thể phá hoại được. Chưa phải Bồ Tát đều an trụ trên tòa sư tử hoa sen bóng diễn nói diệu pháp. Hoặc là tịnh quang minh, sinh ra chẳng biết được, tất cả quang trang nghiêm, nương hư không mà trụ. Hoặc có thế giới trang nghiêm bằng quang minh thanh tịnh, quang minh thanh tịnh này sinh ra số lượng Bồ Tát và A-la-hán chẳng thể biết được.